Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với cửa hàng dụng cụ võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm video để giới thiệu về bao cát cho em bé. Đây là bao cát dành cho em bé các bạn ạ. Thì mình sẽ cho các bạn đi tới gần hơn nữa để các bạn xem chi tiết bao cát em bé. Bạn xem này, màu của nó là màu đen, màu đen màu đỏ nhé các bạn. Dây dù rất chỉ là chắc chắn. Đây, cho bạn xem dây dù này, 4 dây dù nhé các bạn. Cái bao trẻ em thì không cần phải là dây xích quá chắc chắn, vì các bạn biết đấy, thì em bé mà, thì cái trọng lượng của bao em bé nó chỉ có là 15kg tới 10kg cái bao cát của em bé. Thành thử ra mình sử dụng 4 cái dây dù như thế này là quá chắc chắn rồi các bạn ạ. Đấy, thì loại bao của em bé nó rất chi là rẻ nhé các bạn. Nếu mà các bạn mua vỏ bao không thôi thì nó chỉ có 200. Còn nếu mà bao nhồi sắn này thì là 350.000 nhé các bạn. Đấy, 350.000. Nếu mà ship về đến nhà của các bạn nữa, nó nằm khoảng tầm 400.000 thôi các bạn ạ. Nó không có đáng nhiều. Nếu mà các bạn đầu tư cho con nhà mình tập võ thì nó khoảng tầm 400.000 là đã ok rồi, là đã ngon lành rồi. Đấy, đây là bao cát nhá. Mình rất thích là làm video để giới thiệu về các sản phẩm của mình, bởi vì các bạn biết đấy, thì đôi khi người ta chụp hình, người ta lấy hình của ông này ông kia, người ta đắp lên, người ta bán hàng, đôi khi hàng nó khi lên hình thì nó rất chi là đẹp như vậy, mà khi nhận hàng nó lại xấu đi thì các bạn sẽ thất vọng. Còn riêng mà Toàn bán hàng thì Toàn thích nhất là làm video để các bạn xem video này, xem hình ảnh này, xem mọi cái, các bạn thấy ok thì các bạn đặt hàng với mình, thấy chất lượng thì đặt hàng với mình. Đấy, thì bao cát này hoàn toàn là bao cát của Việt Nam, bên mình đặt hàng gia công để sản xuất ra bao cát và các loại da. Đấy, da cũng là da của bên mình, lựa những cái loại da tốt để đặt hàng với các bạn. Và trên này là có nắp kéo đây này, chìa khóa, ổ khóa của nó đây, các bạn kéo mở nắp khóa ra và các bạn có thể xem được chi tiết của bên trong. Đấy, bao của em nhỏ này chủ yếu là chúng ta sẽ dồn bằng vải khô cắt nhỏ và nén nhé các bạn. Còn đây là cái vỏ bao cát loại lớn, 1m2, 1m5, 1m7, 1m8, đơn hàng đi Hà Nội. Thì mình đặc biệt chia sẻ với các bạn rằng là đây là dây xích này, đây là loại dây xích này, bao cát mà dành cho người lớn là dây kém nhất chỉ là to và chắc chắn. Đây các bạn xem này, đây cái da của nó đây này, bạn có thể xem được da nó luôn. Đấy, mình chuẩn bị đấy. Đây là logo của nhà mình đây. Đây là logo nhà mình đây. Mình chuẩn bị ship hàng đi Hà Nội. Nói thật là ngày nào cũng có đơn hàng côn như khúc và đơn hàng vỏ bao cát đi Hà Nội rất nhiều. Đây là đơn hàng Hà Nội. Thì mình đã có rất nhiều, chia sẻ rất nhiều về cái đơn đặt hàng đi Hà Nội rồi. Thì ngoài Hà Nội thì không thiếu chỗ bán dụng cụ tập võ, nhưng mà khách hàng của mình vẫn là khách hàng lớn của mình vẫn là Hà Nội nhé các bạn. Đấy, thì mình cũng chả biết tại sao mà khách Hà Nội lại hay mua hàng với mình nhiều như vậy. Chắc là Hà Nội thì không thiếu, mình nghĩ là Hà Nội không thiếu cửa hàng dụng cụ võ thuật, sao mà vẫn hay tin tưởng mua, ủng hộ Toàn rất chi là nhiều. Mình cũng phải cảm ơn, qua video này cũng cảm ơn rất nhiều anh em đã ủng hộ Toàn và đã mua, ủng hộ và đánh giá sản phẩm của Toàn rất chi là cao. Vâng, Toàn cũng cảm ơn rất tới toàn thể anh em đam mê võ thuật đã ủng hộ Toàn rất chi là nhiều trong thời gian qua. Và để không phụ lòng anh em đam mê võ thuật thì Toàn sẽ ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa, đẹp hơn nữa, và mẫu mã và chất lượng và mọi cái chất lượng hơn nữa để đến tay của các bạn sử dụng. Và sản phẩm là mình mong muốn là các bạn sẽ hài lòng nhất, vừa ý nhất của các bạn. Nói chung thì không thể nào vừa ý được hết tất cả được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao để hoàn thiện, để đẹp và chất lượng cao nhất để đưa tới người sử dụng. Với giá của nó phải giá bình dân, giá bình dân mà phải chất lượng nhé, chứ không giống như các bạn mua giá rẻ nhưng về không sử dụng được thì cũng lãng phí. Nói chung là Toàn cũng là dân trong nghề nên Toàn sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nào, biết chỗ nào sản phẩm chất lượng, Toàn sẽ đặt hàng và hợp đồng với người ta làm việc. Thế mình không, hoàn toàn không bao giờ mình nhập hàng của bên Trung Quốc nhé các bạn. Đấy, các bạn có thể đặt hàng trực tiếp với Toàn qua số điện thoại là 0987961325. Toàn sẽ để số điện thoại trên màn hình để cho các bạn đặt hàng. Và tất cả các sản phẩm của Toàn đều ship toàn quốc nhé, kể cả là mộc nhân luôn. Đấy, bao cát luôn. Đấy, tất cả luôn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất ạ.